Xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để tăng cái người xem tin miễn phí, không có mất tiền, nhưng mà nó mất khá là nhiều thời gian nhé. Tại vì trước khi mọi người tăng cái lượt xem thì mọi người bắt buộc phải đi like, đi xem hoặc đi bình luận bài viết của người ta để mình tích lũy xu, sau đó mình sẽ mua cái lượt xem tin cho mình. Vậy nếu bạn nào không muốn mất thời gian thì có thể mua nhé. Trước khi mình hướng dẫn mọi người tăng miễn phí thì mình cũng giới thiệu luôn là mình có bán. Đây là website của mình, tên là thaytinvlog.pro hoặc là dịch vụ thaytinvlog.pro, mình có hiển thị ở trên màn hình nhé. Thì mọi người đăng ký một tài khoản, sau đó đăng nhập vào trang web của mình, sau tích vào cái mục này, chọn vào mục nạp tiền để nạp tiền vào trong tài khoản nhé. Thì ở đây mình có hai hình thức nạp tiền, là một là nạp bằng chuyển khoản, hai là nạp bằng thẻ cào. Nội dung chuyển khoản thì mình cũng để ở dưới đây luôn, mọi người chỉ cần sao chép cái nội dung chuyển khoản là nạp tiền cách với tên tài khoản của mọi người rồi chuyển khoản vào một trong hai tài khoản này thì mình sẽ cộng tiền vào trong tài khoản. Sau đó mọi người lại tiếp tục nhấn vào cái mục này, chọn vào mục Facebook Boost nhé. Ở đây mình có rất nhiều dịch vụ mọi người có thể tham khảo. Sau đó mọi người sẽ chọn vào mục tăng view story, đây tức là tăng người xem tin đấy. Ở đây thì mọi người sẽ dán cái link của cái story vô rồi chọn gói, sau đó nhấn mua dịch vụ, giá chỉ có 15.000, 1.000 người xem thôi nhé mọi người. Rồi bây giờ thì mình sẽ test cho mọi người xem thử luôn nhé. Đây mình vừa mới đăng một cái story nên mình nhấn vào cái mục ba chấm này nhé mọi người. Đó, sau đó mình sẽ nhấn vào cái mục sao chép tin. Nhớ mọi người là phải tin còn 24 giờ nhé. Và cái bài viết của mọi người phải công khai, mọi người có thể chỉnh sửa ở đây. Công khai là cái biểu tượng trái đất như vậy nhé. Rồi sau đó thì mình sẽ dán cái link story vô trong trang web. Tiếp tục mình sẽ chọn gói. Chỉ có một gói thôi mọi người. Ở đây mình sẽ nhập số lượng cần mua. 100 story thì là 1.500 đồng. Đó, nếu 15.000 thì sẽ được 1.000 người xem nhé. Rồi nó báo mua thành công như vậy là được nhé. Rồi tin của mình đây nhé, đang có một người xem thôi mọi người. Trong vòng khoảng từ 1 đến 5 tiếng là sẽ lên đủ cho mọi người. Chậm nhất là 5 tiếng. Thông thường thì nó chỉ khoảng 1 phút thôi là xong nhé mọi người. Nếu mà trường hợp quá tải ấy, thì nó sẽ lên lâu hơn một tí. Sau khoảng nửa tiếng thì cái Facebook của mình đã có người xem story rồi nhé mọi người. Đây mình bấm vào cho mọi người xem, 108 người xem này. Đó, thì cái này là người lạ xem nhé, không phải bạn bè xem nên nó không hiển thị danh sách cái người xem ở đây. Nếu bạn nào muốn xem cái người lạ xem thì phải vào trong cài đặt nhé. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để tăng miễn phí. Để tăng miễn phí thì mọi người mở một trình duyệt web bất kỳ lên, Chrome hoặc Cốc Cốc đều được. Sau đó mọi người sẽ truy cập vào trang web tên là traodoishop.com giống như mình đây. Tiếp tục mọi người nhấn vào cái mục đăng ký để tạo một tài khoản nhé. Ở đây mình đã đăng ký rồi nên mình không có tạo tài khoản nữa, mình sẽ đăng nhập vào luôn. Rồi sau khi mọi người đăng nhập vào thì mọi người sẽ thấy số xu của mình ở đây. Ở đây mình sẽ có 0 xu, bây giờ mình phải kiếm xu. Tức là mình đi làm nhiệm vụ TikTok hoặc Facebook hoặc YouTube gì đó để mình kiếm xu này, sau đó mình sẽ mua người xem cho mình. Vậy nên mình mới nói với mọi người là sẽ bị mất thời gian rất là nhiều nhé. Ở đây nó báo chữ not này, tức là mình chưa cấu hình click vào. Bây giờ mình phải cấu hình nick Facebook hoặc TikTok hoặc YouTube vô thì mình mới có thể làm nhiệm vụ kiếm xu được nhé. Rồi để cấu hình thì mình sẽ tích vào cái mục này, mình chọn vào chữ cấu hình. Ở đây mọi người có thể làm bất kỳ nhiệm vụ gì cũng được nhé. Mình sẽ làm nhiệm vụ Facebook luôn. Tiền là dùng chung nhé mọi người. Nó yêu cầu mọi người dán cái ID của Facebook của mọi người vào này. Để cấu hình cái nick Facebook vào trang trao đổi shop ấy, thì mọi người sẽ vào trang cá nhân, nhấn vào dấu ba chấm, chọn vào mục sao chép liên kết. Đây là link của cái trang cá nhân, nhưng mà mọi người phải dán ID nhé. Thì đây là cái link Facebook phụ của mình. Mình sẽ dùng Facebook phụ để kiếm xu, sau đó tăng người xem cho cái link chính của mình. Không nên sử dụng link chính để đi like bài viết, đi bình luận bài viết của người khác nhé. Rất là dễ bị spam, tức là sẽ bị khóa like, khóa bình luận. Ở đây nó dán, yêu cầu là dán ID vào. Mọi người có thể dán link vào đây nhé. Nếu ở cuối cùng của người nó là dãy số thì có thể lấy cái dãy số này là được nhé. Còn nếu trường hợp bạn nào không có dãy số thì nhấn vào chữ lấy ID ở đây. Rồi, dán vào đây. Chọn lấy ID. Nó sẽ ra ID, ID là dãy số này nhé. Bây giờ mình sẽ sao chép cái dãy số này vào trang trao đổi shop. Rồi, mình quay trở lại trang trao đổi shop. Rồi, mình dán cái ID vào đấy vào đây. Tích vào tôi không phải người máy. Chọn thêm. Đó, nó báo thêm thành công này. Rồi, thêm thành công là chưa xong, nó vẫn là báo màu đỏ nha mọi người. Phải nhấn vào star ở dưới đây. Star và click Facebook ấy. Bây giờ nó báo kiếm tiền đi này. Đấy, nó xanh như vậy là được nhé.
Và bây giờ mình sẽ đi kiếm xu. Tiếp vào đây. Chọn vào kiếm xu nhé. Vừa nãy mình cấu hình nick Facebook thì bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ Facebook. Còn nếu bạn nào cấu hình TikTok thì làm nhiệm vụ TikTok nhé. Rồi, đây có rất là nhiều nhiệm vụ, mọi người có thể chọn nhiệm vụ bất kỳ. Mình sẽ chọn tham gia chéo vì nó được nhiều tiền. Rồi, mình sẽ nhấn tham gia. Hiển thị như vậy thì mình nhấn tham gia nhóm thôi. Rồi mình sẽ quay trở lại mình nhận tiền, rất đơn giản. Sau đó mình sẽ nhấn nhận tiền, nó sẽ cộng tiền vào đây cho mọi người. Đó, 1.400 xu này. Những cái nhiệm vụ khác thì nó sẽ tiền nó ít hơn nhé, mọi người có thể test thử. Sau khi mọi người kiếm xu xong ấy thì mọi người có thể tích vào chỗ này. Xong đó chọn vào mục tăng tương tác. Rồi chọn Facebook, ở đây mình có thể sử dụng rất là nhiều dịch vụ nhé. Mình sẽ chọn Facebook. Chọn vào tăng story. Rồi bây giờ mình sẽ dán cái link story vô, giống như hồi nãy ở trang thầy tin vlog của mình đó. Rồi mình sẽ vào cái tin, nhấn vào dấu ba chấm này, chọn vào sao chép tin. Sau đó mình sẽ quay trở lại trang trao đổi giúp, dán cái link vô, nhập số lượng cần mua y như trang ở trang của mình thôi. Nhấn mua dịch vụ, 33.000 xu sẽ được 100 cái story nhé, cũng không dễ ăn đâu. Rồi đó, mình sẽ quay sang đây mình kiểm tra, nó sẽ lên nhé mọi người. Cũng giống như trang của mình thôi, thì nó tầm khoảng 30 phút thì nó sẽ lên nhé mọi người. 30 phút, chậm nhất là 5 tiếng. Hiện tại thì nó chưa lên đâu, nhưng mà chắc chắn nó sẽ lên cho mọi người, yên tâm nhé, nó sẽ lên. Rồi, video hướng dẫn của mình tới đây là kết thúc nhé. Rất mong mọi người sẽ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người nhé.